Chính phủ Mexico vừa đưa ra một số dự luật hướng đến đẩy mạnh tăng trưởng ngành năng lượng thông qua kêu gọi đầu tư và tăng nguồn thu thuế. Đây là một quyết định gây tranh cãi tại nước này suốt từ lúc quyết định được thông qua từ tháng 12 năm 2013. Chính phủ Mexico buộc các nhà đầu tư tư nhân nếu muốn tham gia vào ngành năng lượng phải sử dụng một tỷ lệ lao động và nguyên liệu nội địa nhất định. Lộ trình cho quy định này có thể kéo dài tới 10 năm. Chính phủ nước này vừa tuyên bố trong một cuộc họp liên bộ giữa Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng Mexico diễn ra vào cuối tháng 4. Theo tinh thần của đạo luật trên, nhà nước Mexico sẽ ký hợp đồng với tư nhân và các đối tác nước ngoài dưới dạng dịch vụ, chia sản phẩm hay cấp giấy phép để thăm dò, khai thác và kinh doanh sản phẩm dầu khí, đồng thời sẽ thành lập quỹ dầu khí để quản lý nguồn lợi này với sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Mexico, gọi tắt là Banxico. Điều luật thứ hai đề ra rằng ngành năng lượng phải dựa vào Pemex ít nhất 20%. Pemex không nhất thiết phải tham gia với vai trò điều hành, mà có thể cộng tác với mục tiêu tiếp cận thông tin và quản lý nguồn nhiên liệu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính phủ Mexico chủ trương không cổ phần hóa các khâu truyền tải và phân phối điện lực và loại bỏ đại diện công đoàn dầu khí khỏi ban lãnh đạo của tập đoàn dầu khí nhà nước Pemex. Tổng thống Mexico cho biết, luật cải cách năng lượng thực sự là một bước đi quyết định vì lợi ích và đời sống của người dân Mexico và mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của đất nước này. Với luật này, Mexico sẽ có thêm các nguồn tài chính từ khu vực tư nhân cũng như các công nghệ khai thác nguồn tài nguyên năng lượng lớn của đất nước. Hành động này có thể giảm gánh nặng tài chính từ 79% xuống còn 65%. Thứ hai, với chi phí lớn với mong muốn giảm gánh nặng về thuế, Pemex buộc phải tăng doanh thu 3-4 lần hiện tại. Quyết định cải cách ngành năng lượng của Tổng thống Peña Nieto được thông qua vào tháng 12 năm 2013 đã chấm dứt 75 năm quốc doanh của tập đoàn dầu khí Pemex. Mục tiêu nhắm tới là thu hút hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư từ khu vực tư nhân vào ngành năng lượng Mexico. Mexico là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 10 trên thế giới. Bên cạnh việc tạo ra hàng ngàn việc làm mới, Tổng thống Peña Nieto kỳ vọng cải cách năng lượng sẽ nâng cao sản lượng dầu, vốn đã giảm hơn 25% kể từ mức đỉnh điểm 3,4 triệu thùng dầu một ngày vào hồi năm 2004. Mục tiêu của chính phủ là như thế, nhưng không phải người dân nào cũng đồng tình. Cuối tháng 1 năm nay, hàng chục ngàn người đã tuần hành ở thủ đô Mexico City để phản đối các biện pháp cải cách hiến pháp do Tổng thống Enrique Peña Nieto thúc đẩy nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt cho đầu tư nước ngoài. Cuộc tuần hành do Đảng Cách mạng Dân chủ PRD, đảng đối lập với Đảng Cách mạng Thể chế PRI cầm quyền của Tổng thống Nieto tổ chức. PRD đang thúc đẩy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2015 để đảo ngược lại các biện pháp này. Theo quy trình pháp luật, luật cải cách năng lượng chính thức sẽ được đăng trên công báo vào ngày 21 tháng 12 và cũng từ ngày đó luật có hiệu lực. Tuy nhiên, để luật đi vào đời sống và đem lại hiệu quả thực tiễn, giới chuyên gia dự báo phải chờ đến sau năm 2015.